Khi mà tôi nhận được dự án Những Chiến Binh Thầm Lặng thì cảm xúc rất là hồi hộp và tò mò, bất ngờ và có một chút lo lắng, không biết bản thân mình có hiểu rõ về công việc thầm lặng hay không. Mỗi người chúng tôi chia nhau ra tìm những công việc mà chúng tôi cho rằng đó là công việc của Những Chiến Binh Thầm Lặng. Tôi đã nghĩ ngay đến công việc của những người công nhân vệ sinh đường phố. Đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ, một lối quanh co đi về nhà ngập đôi gót chân. Trên đường tìm kiếm thì tôi tình cờ gặp được anh Sang và chị Diễm. Chị là Diễm, còn đây là anh Sang, đội vệ sinh quận Bình Tân, chị ở bên tổ 4. Thì nói chung công việc hàng ngày thì tầm 7 giờ, dọn hết luôn cũng 11 giờ. Tôi cảm thấy công việc của các anh chị rất là thiệt thòi. Lúc chúng ta đang quây quần bên gia đình, chúng ta đang vui chơi thì các anh chị đang lầm lũi ở một góc đường nào đó với công việc của mình. Công việc mặc dù là có bao nhưng mà em thấy rác đó, họ vẫn để ra ngoài. Cái này trong nhà ta xả ra em. Rác này người ta xả nè, bây giờ mình phải dọn vậy đó. Cái này là rác phát sinh rồi, rác nhà. Rác giống như người ta xây dựng đồ này nọ đó, người ta cái rác người ta bỏ, rồi mình phải dọn. Vậy là người ta thấy mình dọn như vậy mà người ta vẫn vứt rác ra cho mình dọn. Đó, nhiều khi đang quét, mình quét xong cái đường vậy đó, rồi chút nó đi ngang cái dục bịch nước. Đó là trường hợp nó hoài luôn. Tôi cảm thấy rất bức xúc khi ở một nơi rõ ràng là có thùng rác nhưng mọi người vẫn sẵn sàng vứt rác ra ngoài. Cũng có nhiều người cằn nhằn cũng nói mình này nọ dữ lắm, nhưng mà cái công việc của mình là như vậy rồi thì mình phải chịu thôi. Người ta đi ngang đó, người ta bịt mũi, phun nước miếng đồ này nọ rồi. Tội lắm, nhiều khi làm nghề này chứ cũng tội lắm. Ôi, thấy chiếc xe đó nó chạy qua mình thấy điều nó muốn ép mình đi luôn ấy. Vậy đỡ chứ thứ bảy chủ nhật đó là mấy ông xỉn á, mình đẩy xe nè lúc chạy luôn ức xác mình luôn. Thôi mấy cái kim tim rồi nhiều khi cũng mình không biết nữa, sợ cũng sợ, nó không có đẩy nắp kim lại á, nó cũng để vậy rồi nhiều khi đâm trúng mình này nọ mình cũng không biết nữa. Không những tiếp xúc hàng ngày với những chất rác thải độc hại, các anh chị còn đối đầu với những nguy cơ khi nhặt được kim tim, mảng chai, rắn rít hoặc là xác động vật. Có con mèo chết kìa. Chị ơi, rồi con mèo chết này mình xử lý sao đây? Không phải bỏ vô luôn nha. Nhiều khi chó, mèo gì chết cái đem ra dục vậy đó. Rồi bắt nhiều khi mình dọn hồi này nọ rồi. Mặc dù tôi là một người rất là thích mèo, nhưng mà thấy một cái xác chết, một con mèo nằm ra như vậy thì tôi cảm thấy rất là sợ và không dám sờ vào luôn. Thì anh chị đã có động viên tôi là vượt qua nỗi sợ đó và mang xác của con mèo bỏ vào thùng rác. Công việc của những anh chị công nhân vệ sinh môi trường càng ngày càng nhiều thì đồng nghĩa với việc ý thức bảo vệ môi trường của chúng ta càng ngày càng kém. Sau giờ làm việc, tôi nhờ chị Diễm đưa mình về nhà chị để có thể tìm hiểu và có một cái nhìn sâu sắc hơn. Khi về tới nhà thì thật bất ngờ, con trai của chị đã ra mở cửa. Tôi được gặp gỡ mẹ của chị và cùng với cháu gái của chị. Họ đang tách nhụy hoa giả và đây cũng chính là công việc làm thêm sau giờ làm chính của chị Diễm. Chị làm cái công việc đó 8-9 năm rồi, chắc bác cũng biết, cũng hiểu rõ về cái công việc của chị rồi bác ha. Biết luôn. Khi thấy đi làm mà trực thần rồi, thứ khuya 1-2 giờ gì á, thấy cũng sốt ruột rồi. Tết thì ta ở nhà người ta nấu giao thừa, người ta ăn Tết còn nói thì mấy ngày đó thì vùi dập qua đường, cực dữ lắm. Ước mơ của con sau này lớn lên làm gì? Đá banh. Cầu thủ đá banh. Suốt ngày cái đá banh không à? Con có hay coi mấy chú U23 Việt Nam đá banh không? Có. Con có thích chú nào không? Chú Quang Đức. À, anh Viên này anh thích nhiều người trong đá banh lắm. Mẹ hả? Nói để sau này con đi đá banh con về con kiếm tiền nuôi mẹ. Công việc của mẹ con là quét rác với rải thùng. Con cũng biết mẹ làm cực khổ mà. Con muốn ra rải thùng mà mẹ không cho. Mấy bạn mẹ con thì làm bác sĩ, còn mẹ con muốn mẹ làm thợ may. Con lên con sẽ làm cô hổ gặp dở ra kiếm tiền nuôi mẹ. Con không cho mẹ đẩy xe gác cực khổ nữa. Vậy là phải cố gắng học thật giỏi nha. Sau khi trò chuyện cùng gia đình chị Diễm thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi. Những công nhân vệ sinh môi trường cần được tôn trọng và có nhiều đãi ngộ hơn nữa. Và tôi vẫn bước đoạn đường dài phía trước, dù ngày mai trông cái nào ai biết được,
cuộc đời vẫn không ngừng trôi, chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối.